Còn tại doanh nghiệp này, bên cạnh những giải pháp như phun khử khuẩn, phát khẩu trang, trang bị nước rửa tay khô tại các tòa nhà do mình quản lý và vận hành, thì việc đảm bảo an toàn cho cán bộ công nhân viên cũng như những người làm việc tại các tòa trung tâm thương mại và toàn thể cư dân cũng là một yếu tố quan trọng. Do đó, đơn vị đã đầu tư lắp đặt hệ thống đo thân nhiệt không tiếp xúc tại các tòa nhà do công ty quản lý và vận hành. Đây là sản phẩm đo thân nhiệt ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI cho kết quả với độ chính xác cao, được cho là lá chắn công nghệ nhằm đảm bảo an toàn cho cư dân, khách hàng và cán bộ nhân viên của công ty. Hệ thống đo thân nhiệt không tiếp xúc là một giải pháp tăng cường với một hệ thống tương đối hiện đại, có thể đo được thân nhiệt với cự ly từ 3 đến 5 mét và nhiều người cùng một lúc. Điều đặc biệt là với hệ thống này thì có thể tương thích và tích hợp với một số những hệ thống khác của chúng tôi, chẳng hạn như là camera AI và hệ thống Face ID. Từ đó thì có thể đưa ra những hiệu quả cao hơn, chẳng hạn như là khi phát hiện đối với trường hợp thân nhiệt cao thì có thể xác định được là danh tính và lịch sử di chuyển trong tòa nhà ngay khi cần thiết.